lành. Thì 40 tuổi thì vô ra mắt ông bà vú tới giờ á, ngày nay 81 năm. Xin gia huyện á, đón giờ thừa cũng mấy năm à, mà hồi không có xe đi bộ không à, nè đi chiều cái chở đầu lên rồi gửi đi sáng đi bộ đi chứ huyện. Hỏi thăm anh là anh vô Đội Lân hồi nào, Lân ở đâu rồi cũng vui vẻ, hỏi thăm vui, phấn khởi. Thì hỏi sao mà Ngô Lân cũng làm vui cho tuổi trẻ, là khỏe cho tuổi già. Thành ra nhờ Ngô Lân vậy mà khỏe, cũng như mình tập thể dục rồi, thể thao. Lễ hội rồi thánh thành cầu đường, thánh thành phục hội các cái ngôi đình ngôi chùa gì đó là đằng này ra phục vụ hết hả, lệnh đi là coi như phải chấp hành đó, ngày đó đi phục vụ khai mạc phục hội gì đó, cùng đại hội gì đó, phục hợp gì đó là phải đi đó. Trong này nó khó có cái gì nè, tại vì trong đó nó còn phải có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chả, rồi kết đầu, rồi kỹ toàn thân, giò, cẳng, tay, chân. Chân, tay thì lắc, chân thì phải đi, phải cho nhịp, phải đúng nhịp, chứ không đúng nhịp là coi không được.